Đá chung kết sân 11 với đội bóng chuyên nghiệp tại Campuchia sẽ như thế nào? Anh em cùng theo chân mình nha. Giai đoạn này, đội tuyển bóng đá nam và bóng đá nữ của chúng ta đã bước vào những trận đấu quyết định tại SEA Games 32. Và theo mình, đây là thời điểm review hợp lý nhất cho các bạn biết thêm về đất nước Campuchia, vì sẽ có rất nhiều bạn sang Cam thời điểm này để tiếp lửa cho các đội tuyển. Vậy xem chung kết xong, các bạn sẽ đi đâu? Nhớ xem hết video để xem hành trình và gợi ý của mình. Kèm theo đó là những câu chuyện thú vị, mang lại cảm xúc tuyệt vời, không chỉ đơn thuần là đá banh thắng và thua. Tập trước, mình đã có dịp review cho các bạn về khu vực nơi đội mình ở, với những khu phố và quán ăn, kèm theo đó là trận bán kết với đội tuyển học viện Atleta. Thật trùng hợp, trong giai đoạn SEA Games đang diễn ra, sân bóng của mình thi đấu giải Tứ Hùng cũng chính là nơi tập luyện của đội tuyển nữ Việt Nam. Sân vận động này có tên là AIB, viết tắt tên đầy đủ của trường này đó chính là Atleta Institute of Business. Đây là lúc đội mình vừa đến sân, các bạn nghe thử âm thanh này nha. Hết sức sôi động đúng không? Đó chính là âm thanh mỗi khi có bàn thắng. Một giải đấu được tổ chức hết sức quy mô và chuyên nghiệp. Trận đấu sáng nay của mình diễn ra lúc 7 giờ nên khá là ít sinh viên, nhưng buổi chiều nay thì thật sự rất là đông đúc. Thì ra lúc này, ngoài trận chung kết, trường đang diễn ra một hội chợ dành cho các bạn sinh viên. Lúc này là mình đang đi vào bên trong nhà vệ sinh để thay quần áo, để mình quay một vòng cho các bạn xem trường học ở bên này nó sẽ như thế nào nha. Theo như mình tìm hiểu, học viện AIB bao gồm 6 tòa nhà, có đầy đủ căng tin, hiệu sách, thư viện, sân bóng đá, sân bóng chuyền và bóng rổ và các cơ sở khác nữa. Chỉ vừa đi sơ qua dãy hành lang thôi mà mình đã thấy hết sức sạch sẽ và tương đối hiện đại. Đây, để mình tiến ra phía ngoài nơi đang diễn ra hội chợ cho các bạn xem kỹ hơn nha. Sân khấu đang được dựng lên rồi, chắc là tối nay sẽ diễn ra chương trình văn nghệ ca nhạc và hết sức sôi động. Đi sang Campuchia thi đấu giải, trải nghiệm bóng đá, lại còn được vào tham quan một trường học, thật sự giúp cho mình mở mang thêm rất nhiều kiến thức. Bây giờ thì phải tranh thủ tiến ra lại khu vực phía bên ngoài sân vận động để thay đồ và chuẩn bị cho trận chung kết. Đội mình chọn khu vực bóng mát này để thay đồ và chuẩn bị cho trận đấu. Do là trận đấu tranh hạng 3 vẫn đang diễn ra, khu kỹ thuật vẫn đang được sử dụng. Sau trận bán kết vào buổi sáng, đội mình chỉ có đúng 6 tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi. Và trong trận đấu chung kết này, đội bóng của mình sẽ phải chạm trán với một đội chuyên nghiệp. Ngoài những cầu thủ Campuchia, đội bạn còn trang bị thêm các ngoại binh da đen. Không biết là đá có hay hay không, nhưng chắc chắn là sẽ rất là khỏe rồi đó. Mà thôi kệ đi, chút xíu nữa vào cứ chiến hết mình là được. Đội bạn có tên là Khmer United Cambodia, được điều hành bởi ông bầu Kim Hyang, một trong top 10 người có tầm ảnh hưởng tại Campuchia. Đội bóng của ông bầu này đang được xây dựng bài bản, từng bước đi lên chuyên nghiệp. Chính vì vậy, không quá khó hiểu tại sao họ lại có những ngoại binh và khởi động hết sức chuyên nghiệp. Đội bóng của mình thì đúng chất phủi luôn, anh em khởi động nhẹ một chút rồi sau đó là vào sút khung thành. Được đánh giá thấp hơn trong trận đấu ngày hôm nay, nhưng đã có bất ngờ xảy ra. Trong một tình huống áp sát, hậu vệ đội bạn đã lúng túng để mất bóng. Tận dụng sai lầm này, em Điểu Huỳnh, một thành viên của đội bóng trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao đã mở tỷ số. Sau bàn thắng, đội bóng của mình cố gắng chơi chặt chẽ, nhưng người tính không bằng trời tính. Các bạn xem tình huống này, tưởng chừng pha tạt bóng đã hỏng, ai ngờ không biết sao mà bóng đi vòng qua khung thành, rồi sau đó đập trúng cột dọc và vào luôn. Ủa? Gì vậy? Hết hiệp 1, tỷ số tạm thời là 1 đều. Sang hiệp 2, sự khác biệt rõ nét về mặt thể lực và đặc biệt nằm ở các ngoại binh đã được thể hiện. Xuất phát từ tình huống mang bóng lên của một ngoại binh, đội bạn đã có một pha phối hợp, sau đó ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Và tiếp theo cũng là một pha bóng sử dụng thể lực và tốc độ. Cầu thủ đội bạn đã tạt bóng vào bên trong. Ở pha bóng đầu tiên thì may mắn bóng trúng cột dọc, nhưng sau đó đội bạn đã sút bồi nâng tỷ số lên là 3-1. Những phút tiếp theo, đội bóng của mình cũng cố gắng vùng lên nhưng chỉ có thể tìm thấy bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 3-2. Tình huống này, anh Hiển bên đội mình đã hết sức kinh nghiệm che bóng trong vòng cấm và đội bạn đã phạm lỗi. Trên chấm phạt đền, mình đã thực hiện thành công bàn rút ngắn tỷ số, nhưng vừa đá xong thì trọng tài cũng thổi hết giờ luôn. Nhưng không sao cả,
lực lượng cây nhà lá vườn thi đấu như vậy cũng đã cố gắng hết sức rồi. Thể lực quả thật là yếu tố khác biệt trong trận đấu ngày hôm nay. Sáng đá một trận, chiều đá một trận, đội mình lực lượng đi mỏng quá. Kết quả này cũng phản ánh đúng vì đội bạn thực sự rất là mạnh. Tối hôm đó, đội mình đã ra một cái quán đối diện với lại tòa nhà Quốc hội Campuchia. Để mình quay sơ cho các bạn xem là quán ăn, quán nhậu ở Cam sẽ như thế nào nha. Những món ăn, thức uống rất là lạ đối với mình. Cái lon màu tím mình vừa khui này, đó chính là sữa đậu nành nha các bạn. Các bạn biết món ăn này có tên là gì không? Một cái nồi được kết hợp giữa nướng ở phía trên và ăn lẩu ở xung quanh. Nó có tên là mokata. Món này thì mình cũng đã được ăn rồi hôm trước đi Singapore nên cũng không còn bỡ ngỡ. Đúng rồi, bỏ nước em cho bơ chảy ai lẩu mất tiêu rồi kìa, bỏ bớt ra đi, bỏ vô chén đậu của nó đi, vừa đủ thôi. Cái đó chị cũng cho mỡ rồi nè, cho mỡ rồi chứ không phải cho bơ đâu. Lấy những phần mỡ cho chảy đều khắp các vị nướng ở phía trên, sau đó là cho các món thịt nướng lên. Còn xung quanh chúng ta cho rau và các topping ăn lẩu vào. Ngoài ra thì còn các món ăn khác như là lòng bò nè, thịt bò nướng. Đây là món tôm sú ăn sống với mù tạt. Ở Việt Nam thì cũng có món này. Và còn đây nữa, món càng cấm. Món này thì mình ăn không quen nên cũng không có dám ăn. Đây là các bạn đi bán đồ ăn vặt ở Campuchia. Ăn xong mình cũng tranh thủ ra chỗ tòa nhà Quốc hội để ngồi cảm nhận không khí và đặc biệt ra xem cây bài cỏ ở đây xem như thế nào. Thật sự rất mượt và xanh. Nghỉ ngơi xong, sáng hôm sau, đội bóng của mình đã đến thăm cung điện nhà vua, một địa danh cũng rất là nổi tiếng. Có coi trên TV rồi. Nêu mà. Rồi sau đó là ghé thăm sòng bài nổi tiếng Nagawa. Nơi này thì không cho quay phim nên mình cũng chỉ có một đoạn ngồi trên cái ghế này để chụp ảnh mà thôi. Ra ngoài có một bạn fan biết tin mình sang đây nên em đã ghé thăm và chụp ảnh. Em còn chu đáo mua cả nước cho mình uống nữa. Thông qua video này anh cảm ơn em rất nhiều nhé. Trên đường về, đội bóng của mình ghé ngang qua một tiệm đồ nướng ở ven đường. Sau đó mua đồ, cả đội tiến vào khu nhà chòi ở ven sông để ăn trưa. Khu này thật sự hết sức mát mẻ và yên bình. Ăn xong là cả đội tiếp tục di chuyển lên xe và đi về. Thật sự hết sức là hữu duyên khi đội mình đã gặp ngay lễ hội tạt nước cực kỳ nổi tiếng ở các nước như là Thái Lan, Campuchia, Lào, Myanmar. Trước đây mình cũng chỉ xem TV và biết qua lễ hội tạt nước Songkran ở Thái Lan. Không ngờ lần này lại được hòa mình vào nét đẹp văn hóa của nước bạn. Vui vẻ tạt nước, đón nhận những điều may mắn. Thật sự là một kỷ niệm không thể nào quên được của mình. Chưa có chuyến đi nào lại có những trải nghiệm thú vị như thế này. Cảm ơn Campuchia, cảm ơn anh em Khmer United Việt Nam đã cho mình một kỷ niệm không thể nào quên trong đời. Đó là toàn bộ hành trình của mình thi đấu tại Campuchia. Hy vọng sẽ có những thông tin hữu ích mang lại những giá trị tích cực cho các bạn. Nếu video này hay thì các bạn nhớ bấm like, bấm theo dõi để đón xem những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.